Cuộc đảo chính bắt giam tổng thống và lật đổ chính phủ vừa xảy ra tại nước Cộng hòa Niger đang bị nghi là có sự nhúng tay của tập đoàn lính đánh thuê Wagner như một món quà đặc biệt mà ông trùm Prigozhin muốn gửi tới tổng thống Putin. Một số kênh truyền thông Nga đang thảo luận sôi nổi về vấn đề này, nói rằng có thể tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã tham gia vào vụ đảo chính. Cụ thể, giới phân tích chính trị Nga nhận định ông trùm Prigozhin muốn dâng một món quà đặc biệt sang trọng cho tổng thống Putin đúng vào lúc khai mạc hội nghị thượng đỉnh kinh tế Nga-Châu Phi, bởi phương Tây đang bị mắc kẹt vào cuộc chiến Ukraine và bắt đầu mất dần chỗ đứng tại Châu Phi một cách nhanh chóng. Điều này phải cảm ơn tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Hiện tại, Mỹ và các cường quốc phương Tây đang kêu gọi lập tức thả tự do cho tổng thống Niger và lên án kịch liệt cuộc đảo chính. Niger là quốc gia Tây Phi có dân số hơn 25 triệu người, giáp với các nước như Libya, Mali, Algeria, Nigeria. Hiện tại, tình trạng thiết quân luật toàn quốc đã được ban bố. Các tuyến biên giới đã bị đóng lại và tất cả các thể chế của nền Cộng hòa tại Niger đã bị đình chỉ. Đêm qua 26 tháng 7, đại diện của lực lượng nổi dậy lật đổ chính phủ là đại tá quân đội Amadou tuyên bố trên truyền hình rằng chúng tôi, lực lượng quốc phòng và an ninh, đã quyết định chấm dứt chế độ của Tổng thống Mohamed Bazoum, chấm dứt chính quyền mà các vị biết rằng năng lực điều hành kém và chỉ khiến tình hình an ninh xấu đi. Tổng thống Bazoum là một nhân vật thân Mỹ và châu Âu. Cuộc bầu cử đưa ông lên làm Tổng thống năm 2021 là lần chuyển tiếp quyền lực một cách dân chủ đầu tiên trong lịch sử Niger. Nhưng đứng sau đó là sự trợ giúp khổng lồ từ Mỹ và các đồng minh châu Âu. Hoa Kỳ nói rằng họ đã chi khoảng 500 triệu đô kể từ năm 2012 để giúp Niger thúc đẩy an ninh. Trong khi Đức, Pháp và Liên minh châu EU cũng đang đầu tư vào nhiều dự án an ninh tại quốc gia này. Quan chức cấp cao của Đức là ông Uwe Leising cho biết Tổng thống Bazoum đã đang là niềm hy vọng duy nhất của phương Tây. Pháp, Mỹ và Liên minh châu Âu EU đã và đang chi nhiều nguồn lực vào khu vực này để thúc đẩy sự phát triển của Niger và lực lượng an ninh của quốc gia này. Ông Leising nhận định cuộc đảo chính mới nhất này sẽ tạo cơ hội cho Nga và các nhân tố khác mở rộng ảnh hưởng của họ tại Niger. Quả thực, Tổng thống Nga Putin hôm 26 tháng 7 nói rằng châu Phi đang trở thành một trong những trụ cột của thế giới đa cực mới và Moscow sẽ làm mọi thứ có thể để giúp lục địa này. Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ các đối tác châu Phi của mình bằng mọi cách có thể để củng cố chủ quyền quốc gia và văn hóa, đồng thời tham gia tích cực hơn vào việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. Trong bối cảnh các cường quốc đang tăng cường tranh giành ảnh hưởng khắp thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng ông lên án mạnh mẽ sự thay đổi chính phủ một cách vi hiến ở Niger, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức mọi hành động phá hoại các nguyên tắc dân chủ ở nước này. Hôm nay 27 tháng 7, Tổng thống Niger Mohamed Bazoum đã cập nhật trên Twitter giờ là X rằng những thành quả mà chúng ta đã mất nhiều công sức mới giành được sẽ được bảo vệ. Tất cả những người Niger yêu dân chủ và tự do chắc chắn sẽ làm điều đó. Tương tự, Ngoại trưởng Niger cũng kêu gọi tất cả những người yêu nước và ủng hộ dân chủ sẽ khiến cuộc phiêu lưu gây nguy hiểm cho đất nước thất bại. Nền dân chủ muôn năm, Niger muôn năm.